Bắn một, giết hai. Cha, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày hu con chào đời rồi. Ủa, chuyện gì thế này? Có chuyện gì thế nhỉ? Chị Hu ơi, chạy đi thôi. Có một đoàn thợ săn đang tiến vào khu rừng của chúng ta. Ở lại đây không an toàn một chút nào. Nhưng tại sao phải chạy loạn lên thế? Họ nói sẽ đốt hết cả khu rừng của chúng ta. Thật thế ư? Họ đông lắm, chúng ta không rời khỏi đây ngay thì sẽ bị mất mạng đó. Họ đi hướng nào thế? Họ đang ngay phía sau lưng chúng ta rồi. Chị nên đi luôn đi, không là cả mẹ cả con nguy hiểm bây giờ đấy. Tôi đi ngay đây. Nhanh chân lên đi mọi người ơi, cái to lắm rồi. Trời ơi, tại sao tai họa lại đến vào lúc này? Còn mong chưa đến ngày trở dạ, nếu không thì mình sẽ nguy mất. Con ơi, cố lên nhé. Cố đợi mẹ một chút. Mẹ sẽ đi tìm chỗ thật an toàn cho con chào đời. Đằng kia là một đồng cỏ mênh mông, bên cạnh lại có dòng sông xanh mát nữa. Chưa thấy có dấu chân của thợ săn, chắc họ chưa kịp đuổi đến đây. Có lẽ đây là nơi an toàn rồi. Mình nên dừng chân ở đây để sinh nở vậy. Thật tội nghiệp con của mẹ, thời điểm ra đời lại vào đúng lúc hoạn nạn. Con cố lên nhé. Mẹ con mình cùng cố gắng. Mẹ tin con của mẹ sẽ dũng cảm, mạnh mẽ. Đồng cỏ xanh mát kia sẽ là nơi con sinh ra. Nào, mẹ con mình cùng tới đó nhé. Ôi da, đau bụng quá. Không lẽ hũ con của mẹ đang đòi ra rồi? Có tiếng sấm rền, sắp có một cơn mưa lớn rồi. Mình phải mau tìm chỗ trú mới được. Cháy rồi, chạy thôi. Ngọn lửa bốc lớn lắm. Nếu không chạy nhanh, sẽ bị ngọn lửa thiêu rụi đó chị Hu ơi. Chắc cả khu rừng bị thiêu rụi mất. Nguy rồi, thôi đi về hướng này vậy. Hu con sắp chào đời rồi, nếu không nhanh thì không kịp mất. Cố gắng lên nào. Hả? Trời ơi. Ôi, thôi rồi, không còn con đường nào để thoát thân nữa rồi. Ôi da, con ơi, đừng mà, đừng ra lúc này. Mẹ cầu xin con đấy, mẹ phải tìm được nơi an toàn đã. Nhất định mẹ sẽ bảo vệ con. Đường nào cũng không thể đi. Ta bị đẩy vào đường cùng rồi. Ta phải làm sao bây giờ? Chào đời. Con ơi, từ từ hãy ra ngoài này. Không thể ra lúc này được, mẹ con mình sẽ chết mất. Mẹ cần có thời gian tìm được nơi an toàn để cho con ra đời. Con ơi, hãy chịu khó một chút. Con à, mẹ xin con đừng đòi ra lúc này. Biết chạy đường nào bây giờ? Thiệt tội nghiệp cho con tôi. Không còn cách nào khác nữa con yêu ạ. Mẹ sẽ cho con ra ngay bây giờ. Sống cùng sống, chết cùng chết. Mẹ sẽ cho con nhìn thấy bầu trời, đồng cỏ. Dù gì chỉ là một trong tích tắc để con cảm nhận được cuộc sống này vẫn rất tươi đẹp. Mẹ, mẹ yêu con. Cố lên nào, mình không thể bỏ cuộc được. À!
sét nổi lên làm cháy khu rừng. Người thợ săn cũng bị sét đánh trúng, khiến anh ta bắn lệch mục tiêu là hươu mẹ. Mũi tên lại trúng vào sư tử ở đằng xa. Vừa lúc đó trời đổ mưa, cơn mưa rào dập tắt dần đám cháy ở rừng. Còn hươu mẹ may mắn đã sinh con trên đồng cỏ an toàn. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong một khoảnh khắc của cuộc sống. Hãy nhìn vào những điều tốt đẹp có thể xảy ra, giống như hươu mẹ mạnh mẽ sinh con giữa nơi tưởng như nguy hiểm nhất. Chiếc túi đặc biệt. Em à, nhìn em mệt mỏi quá. Chắc em vừa sinh con xong nên như vậy. Nghỉ ngơi mấy hôm là em khỏe ngày ấy mà. Em ở nhà nghỉ ngơi cho mau hồi phục. Để anh đi kiếm thức ăn về cho em bồi bổ nha. Anh đi cẩn thận, rồi về sớm với mẹ con em nha. Ừ. Chà, những viên trứng cá ngon lành. À, trời ơi, các con của tôi. À, không. À, con ơi, các con ơi. Hả? Em ơi, hôm nay anh kiếm được nhiều thức ăn lắm. Hả? Em ơi, có chuyện gì vậy? Sao em lại ra nông nổi này? Vừa rồi anh đi vắng, lão cá khổng lồ đã đến định ăn thịt các con. May mà em cứu các con kịp, chứ không thì hắn không chui vào được nên đâm mạnh vào nhà, làm nhà chúng ta chao đảo. Các con cứ thế mà trôi ra gần miệng hắn. Anh à, em sợ quá. Đúng là lão cá già gian ác. Em đừng sợ, để anh nghĩ cách bảo vệ các con. Bác cua ơi, bác cua. Dìa voi đến chơi đấy à. Bác cua ơi, vợ chồng em mấy năm nay mới sinh được một bọc trứng mà lại bị kẻ thù hãm hại. Xin bác hãy giúp chúng em. Tôi giúp gì được cho vợ chồng chú? Da bụng em rất dày, bác giúp em khoét da bụng ra thành một cái túi để em bọc con được không? Chú muốn tôi khoét da bụng chú ra ư? Đúng vậy. Chú có lường trước được hậu quả không đấy? Tôi nói trước là vô cùng đau đớn, mà xưa nay tôi chưa khoét bụng cho ai bao giờ. Nếu không cẩn thận sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng chú. Chú hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Xin bác hãy khoét da của tôi, vì các con của mình đau thế nào tôi cũng chịu đựng được. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp. Nhưng tôi đã cảnh báo rồi đó, có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Dạ, xin bác làm ngay cho. À, à. Chú có chịu đựng được không? Tôi chịu được, xin bác hãy khoét tiếp đi. Được. Xong rồi đấy. Cảm ơn bác cua. Trời ơi, chú chìa voi, chú chìa voi. Các con yêu của ta, từ nay ta sẽ luôn mang các con bên mình, che chở cho các con, bảo vệ các con. Cảm ơn anh. Nếu anh không chịu đau đớn thì sinh thân mình thì có lẽ các con không được an tâm khỏe mạnh như bây giờ. Làm cha mẹ, chúng ta có thể làm tất cả vì những đứa con em ạ. Chiếc áo dành cho ai? Dạ, trời lạnh quá.
mình đi nhanh thì cũng phải mất một tiếng đồng hồ nữa mới về đến nhà. Này em không lạnh ư? Sao em lại ngồi ở đây làm gì chứ? Sao em? Có việc gì nói xem. Chị có thể giúp được em không? Em tên là Minh. Em muốn mua một chiếc áo len trong kia. Một chiếc áo ghi lê chị ạ. À, chỉ cần một chiếc rẻ nhất trong đó thôi. Nhưng mà em không có đủ tiền. Vậy ư? Ngày mai em có ở đây không? Có lẽ. Chắc em sẽ lại đi qua đây. Vậy ngày mai đúng tầm này em lại ngồi ở đây nhé. Chị sẽ tặng cho em một món quà. Một chiếc áo ghi lê bằng len nhé. Thật hả chị? Chị tốt quá. Em cảm ơn chị. Không biết cậu bé đó có nhớ không nhỉ? Minh ơi, chị ở đây này. Chị. Áo của em đây, nhưng em phải hứa mặc nó thường xuyên nhé, đừng để bị lạnh. Ôi, đẹp quá. Áo đẹp quá. Ấm không? Ấm lắm chị ạ. Em thích lắm. Sao thế? Sao em không mặc? Áo này đẹp quá, em không thể nhận được. Sao lại thế? Thật ra em không mua áo cho em mặc. Em muốn mua áo cho Nâu cơ. Nâu? Nâu? Là ai cơ? Em gặp nó ở ngoài phố tầm 2 tuần trước. Nó là chú chó bị bỏ rơi, còn bị đau chân nữa. Em nghe mấy bác bán hàng nói chắc là nó bị viêm khớp. Mà em thấy người ta bảo viêm khớp sẽ càng bị đau hơn khi trời lạnh, nên em đã lót ổ ấm cho nó nằm. Nhưng em thấy hình như ổ không có đủ ấm. Vì thế em mới muốn mua một chiếc áo len dày dày và bền một tí để mặc cho nó. Nhìn nó tội lắm. Chị nhìn kìa, nó buồn lắm đúng không? Chiếc áo len này em cứ giữ lấy mặc cho ấm đi. Chị sẽ gửi chú chó này đến trung tâm thu nhận và cứu hộ chó mèo. Chắc chắn họ sẽ giúp đỡ chúng ta tìm ra chủ mới. Nếu không, họ sẽ nuôi và chăm sóc nó. Thật thế hả chị? Thích quá Nâu ơi. Mày sắp có nhà mới rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.